Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang trên xuồng câu của em Nhí cả nhà ơi. Hôm nay hai anh em mình đi cuốn câu. Hồi chiều thì em Nhí mình đã giăng cái đường câu tép gông rồi. Cũng gần tới nước cuốn rồi. Đường câu mình ngâm cũng được 4-5 tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Ban đêm mình ra sông chứ đèn của làng bè người ta nhiều lắm cả nhà. Sáng chân à. Ghé vô bờ đi, thăm người quen. Hình như là thấy đồng đội mình nè. Hết đồng đội vậy ta. Hết đồng đội luôn hả? Quê hả? Quê gì quê không biết nữa. Đèn đỏ là đèn gì không nhá? Ngủ rồi anh nhá. Nãy giờ ngủ hay giờ thấy quấn mền kìa. Gần tới giờ cuốn rồi anh Nghĩa ơi. Nay giăng lưới ha. Anh Nghĩa giăng lưới neo. Tại thấy đèn của anh Nghĩa nè cả nhà. Nghĩa giăng lưới neo. Còn em Nhí mình thì giăng câu. Thì đôi khi có những anh em á, mình làm ngay con nước trùng với nhau vậy nè. Thì Tùng có thể quay được một người ha. Còn người kia thì sẽ không quay được. Như hôm nay thì mình sẽ quay em Nhí. Còn anh Nghĩa thì giăng lưới neo mà mình không có quay được rồi. Mới có đó. Trời ơi, cái mền gì đâu giá cả 7-8 chỗ mà chưa bỏ hả? Cục cưng á. Hay là làm kiểu cục cưng đó. Nó giúp cho mình ấm những ngày, những đêm như vậy ha. Cái bàn á bộ. Anh Nghĩa ơi, biết anh em ở đây, em mua mấy ổ bánh mì nè. Anh chia ra anh Nhí với em ơi. Ba anh em mình ăn mì cả nhà ăn cho vui. Cho ấm áp tình đồng đội. Trời ơi, làm sớm vậy. Ai. Ăn ngồi gí đó có lý lắm đó nha anh Nghĩa. Ngồi gí. Ai mình ăn xong là mình đi cuốn lưới nha bạn. lưới bạn đẹp câu tôi hả? Gồng nhiều rồi đó nha. Đưa em Nhí ăn ngồi hổ. Mấy anh em mình chưa ăn bánh mì. Trong giờ chưa ăn. Khi cô, anh chẳng chứ giờ chạy vào mặt rồi ta. Rồi, thôi vô. Anh Nghĩa. Em mời anh Nghĩa nha. Ăn cho lấy sức hồi kéo cá nhớ nè. Ăn lấy sức kéo cá một hồi có cá nhớ quay lại cho em, chạy lại cho em quay ké chứ nha. Tụi mày cá nhỏ bánh mì vô nha. Trời ơi, làm sớm mà cả. bữa nay ăn bọc quá vậy hả? Thấy tình hình nước thì sao? Nước ngon quá. Ngon nước ngon mà ăn bọc gì? lên thù lên ngon quá. Ngon hả? Còn cái đèn thôi trời. Trời ơi. Trời bữa hổm với cậu Út mà còn lúc hùng lúc bao được. Trời ơi. Bởi vậy ta nó ốm yếu ăn ít, ăn chậm là phải rồi cả nhà ơi. Coi nè, hai ông thằng này ốm yếu ăn. Rồi ông này còn giữ nữa nè Nhí. Ông còn hơn nửa ổ nữa. Ông nói vô làm sao quá mà ông coi hình đã. Tùng là nãy giờ là Tùng dứt sạch rồi đó cả nhà. Xong ổ rồi đó, quay qua bật máy lên mà mấy anh em mới nửa ổ mà. Người ta ăn từ từ để thổ thức coi nó có ngon hay không. Sư Huynh. Sư Huynh ăn gì vậy Sư Huynh? Bánh mì ba tê. Ê, sự là có câu phim đó là đúng không? Hỏi Sư Huynh ăn gì vậy Sư Huynh là hiểu rồi không? Chuột giới á, ăn lẹ quá không biết. Rồi nó chơi em ăn xong rồi giờ em khát nước em cũng phải uống chứ. Chia cho anh Nghĩa ly trà sữa, bữa nay không có mua cà phê. Trà sữa uống cho anh Nghĩa ghiền, nặng mai mốt chở gia đình đi uống trà sữa rồi cuối tuần được coi. Cả này lên đây neo lưới mà mình đây có mối cà phê đêm rồi. Ồ vậy hả? Bơ giống cậu á. Cà phê ngon đèo luôn. Mối luôn hả? Mối. Cà phê đêm mà cái đèn nó sáng không anh? Sáng. Sáng uống được. Ngon mà. Anh Tân. Chế cà phê đêm mà cái đèn mờ là tắt đầu à. Rồi, ba anh em mình ngồi ly cả nhà ơi. Đây là ly cà phê của Tùng. Ủa lộn. Đây là ly trà sữa của Tùng.
trà sữa Phúc. Trà sữa gì? Trân châu anh nghe, trân châu à, trân châu. Ở trân châu, ở gì? Trân châu, à trân châu chứ không phải trân châu. Ừ. Hồi đó mới đi trân châu, giờ lại này là trân châu. Đây rồi, Tùng mời cả nhà uống ly trà sữa với anh em mình nha. Thôi giờ Tùng làm trước đi chứ đợi đợi anh Nghĩa khát nước. Đợi anh Nghĩa lâu quá. Nghĩ xong chưa? Rồi đợi chưa nữa rồi. Để em vô em mời cả nhà trước đi. Nhà ông Đạt không gọt gì nè. Ông chọc gì nè, chọc không được. À được rồi nữa, sao chọc dễ vậy ta? Thì ơi, không chọc hoài không được luôn. Gọi vậy, bữa nay hên nè. Nay em chừng trúng cá anh Nghĩa ơi. Đâu anh chọc thử coi. Bữa nay chọc một cái vô là về xanh đứa nữa nha. Ê lộn mà cho chúng cá bự nha. Chứ để nhắc nhắc ông về ông làm thiệt à. Nè vô nè. À, rồi bữa nay chúng cá à. Được rồi. Ở đây hai anh em người ta làm được rồi đó nha. Ông mà làm sẽ quất là thôi à. Kỳ lắm à. À không có cái gì rồi. Lộn đâu rồi. Trời ơi chút xíu nữa. Trời ơi sao hả? Kinh nghiệm tốt trường. Được rồi. Nhưng mà cái nhà đi trò sữa nha. Vô Nhi ơi. Dạ. Lý. Rồi, chăm nha. Thì sao? Thì đâu em làm trước đi. Anh Vũ chơi không mình, để mình làm 90 được không? 90 cũng là coi như là đạt rồi đó. Không phải. Tại uống chờ lại mờ đừng múc mấy cái hộp này chứ chạy. Để uống hết múc mấy chiếc nước đá sao không nghe. Cũng còn tăng châu rồi ha. Vô anh nghe ơi. Vô. Mời cả nhà. Dạ. Sao đâu đỡ khẩu vị chứ uống cà phê hoài. Sao quậy là quậy chữ mới à. Quậy đều không? Đều. Lên mà ấy lên bọt luôn bọt. Anh quậy một hồi em còn nửa ly nè. Thấy sao? Trời ơi, nửa ly thiệt. 50 hả anh nhỉ? Ủa kém cái nó muốn 50 luôn rồi kìa. Đâu có. Chẳng. Nói chứ, uống kéo cái hộp trân châu nó lên luôn, nó theo ống hút nè. Đâu có uống nhiều nước nổi, dướng. Ngày mai bạn ghé cùng mình chơi nữa nha. Không nhưng mà uống được đúng không? Ê cho sữa thôi, tắt đèn. Tùng tạm dừng video cả nhà ơi. Chút xíu nữa anh em mình đi cuốn câu rồi tụi quay tiếp. Ê dừng, hút đi. Cho sữa quá, tắt đèn. Anh Nghĩa ơi, ca ăn bài đi, anh em mình chia tay đang lên đường đi bắt cá nè. Phải không? Dạ. Trời hành do mát cá cắn câu mấy đuôi rồi nhau. Đó. Mà cá cắn câu. Thả lưới đâu phải chứ bạn. Chúc mình Nghĩa may mắn nha. Có cá là pha đèn lên nha anh Nghĩa. Có gì là pha đèn nha bạn. Trời ơi, lỡ rồi cá xét rồi pha ngoài luôn chết quá. Để ngoài làm tay đi chắc ăn nha ơi. Anh thấy cái vụ cái cục pin là anh cũng hơi ớn à. Hôm qua đâu, mới cầm cái gỗ ngay cái tẩm. Nó cái gì vậy? Tưởng đâu là cái điện thoại cơ. Vợ chồng có cái điện thoại đó anh. Vậy là nó lụm em luôn đó. Cực khổ lắm mà mượn nó được đó. Này dàn cầu Vinh cá trình chục ký mua cái điện thoại mới nè. Chục ký bán nhà anh cái điện thoại đó. iPhone 14 gọt mắt màu tím nha. Không đủ. Cái đó dữ lắm. Cái đó mắc lắm. Màu tím mới được. Vậy chứ cái đó nó mắc nhưng mà anh mua được. Còn bây giờ con cá trình bằng mấy ký rằng tới đời không lẽ tới nói hơi quá tới đời cháu em chứ chắc chứ. Anh biết không? Cái đó nó hiếm à. Tới đầu cầu. Ôi một con cá phèn. Biết lắm. Bị dòng phải không? Ừ, chưa sao. Chút đỉnh nè. Chưa. Dạ rồi con cá phèn đầu tiên. Nay làm sớm hết á. Ừ. À, cái gỗ này là cái gỗ đi cá. Gỗ ừ chứ.
nè. Gì vậy? Gì khoái chí chưa? Anh đã ở đó eo. Gì quá ta. Nè. Cái gì không biết. Kệ đi thôi, cục bắp đổi iPhone Tùng cũng được. Thôi vô tư đi anh. Rồi dễ gì anh nhớ mà. Vô tư đi. Sao bữa nay có cần anh làm phép không? Có, bữa nay xúc nè. Rồi rồi, làm đây làm chó, cần thì làm liền. Đây rồi thì thể theo cầu của em nhí, Tùng sẽ làm vài động tác phép thuật cơ bản. Xúc nè, vô vô nè, vô vô. Vô chưa? Rồi. Giật mình ướt rồi cả nhà. Lấy hên, lấy nhớt, lấy nước. Rồi, giật hờ đi. Có động tĩnh là cho anh hay liền nha. Đó, lên con cá sấu nữa cả nhà ơi. Rồi, bỏ cái chuyện nhà. Thấy thèm chứ. Lấy lên tóm lửa câu quá mẹ nhà. Hình như cái này đi đi qua nằm cái võng của anh hai hay gì bị lây na dữ ra. À, cái này cũng không đem kèm nữa nhí. Không, đại đại cũng không đem kèm nữa, kèm nó mất rồi. Kèm nó đâu mất tiêu rồi. Còn em sớm em đem lên em tóm được câu. Cái kìm trên nhà nó bị cái mũi nó tóm không được. Cái quên em xuống rồi. Ê, mấy bữa trước á mình kéo trên đây không có gì chân á, nhớ không? Bữa nay có gì là thấy có lý đó. Ngon đó. Được. Nghĩ anh cuốn tới đâu rồi. Nãy giờ ông không có khoa đèn gì hết trơn. Không đâu à. Nhiều khi ống khóa đèn mình tập trung đây mình không thấy. Ông bỏ cái sao thấy đèn chớp chớp kìa. Bữa nay tại khô máu gần gần hơn mọi bữa. Vô bò hả? Trời ơi, cá út cũng bự nữa. Đẻ đi mày. Cái này có mối mạnh rồi, cái này kêu cá út đẻ đồ. Ghê quá. Dữ thiệt. Đâu, đầu ra mạnh không? Mạnh. Mạnh quá, lớn lên vỡ chân luôn. Thường thường thấy đi lúc nào lớn cũng nằm dưới xuồng không? Ủa, cá út giết đeo lớn vỡ chân luôn. Để đó sợ ngứa ngày cái dân cái gỡ cái mẹ. Vậy vụ đó hoài ha. Buồn cái lấy dao bủa. Dạ, chạy nước không? Chạy dữ vậy, gịch hả? Ừ. Trời ơi, gần nhớ ơi. Không cuốn tới đâu rồi, trời quên nó cuốn từ từ thôi. Cũng hồi ngồi chờ không cũng vậy. Sẽ ăn cá luôn. Không có cái chuyện khó chịu với ta. Còn cái này lấy kéo mà gỡ lử luôn kìa. Dữ thiệt. Siêu ạ. À. Thì khó à. Được luôn hả? Hay vậy Nhi? Thì khó một tí. Đó. Ba con học chung một lớp. Trời ơi, dính con tôm khổng lồ. Nay dính tôm luôn. Tôm đi vô đục hả nhỉ? Vậy mà không còn cá sủ chúa nào lại trắng con tôm. Kìa, nó kẹp cái đuôi rồi kìa. Con tôm đẹp quá. Ôi trời ơi, tôi muốn cá sủ nó không lại nó cắn ta. Thánh tôm không, con này nó còn cái càng. Con cá sủ chạy lại, nó lấy cái càng nó kẹp con cá sủ chạy đi. Nó kẹp dính cá sủ luôn chứ. Đó, cá phèn bành kilo. Cá phèn khủng ha.
về xuống tới đây bắt đầu chui giọt rồi. Cá phèn. Cá phèn này mới dẫn xuống nó ăn. Con con nó ăn sớm quá mà. Cứ đờ. Cái khúc quan trọng mà đĩa nha anh. Cái gió này phải tập trung cao độ hả? Mắt phải nhìn tám hướng rồi. Có gì là kêu mấy anh xê ra, xê ra. Dân câu mồi tép gông thì thường thì là dính cá phèn với lại cá sủ dâm nhiều. Cá phèn bữa nay ăn sớm không ta? Hồi nãy dân mấy giờ? 5 giờ không? 4 mấy 5 giờ. Vậy là cá phèn ăn cả 5 giờ 5 rưỡi. Giờ này cũng chín mấy 10 giờ rồi. Ồ mấy tiếng hồ bởi vì cứng đơ. Nhưng mà được cái thịt cá phèn của nó rất khó bị nói chung là lâu bị sình đó nè. Cái sủ cũng vậy nè. Còn mấy con cá hú ba sa mà nó chết đó ha thì không bao lâu là hư, ăn không có còn ngon nữa. Em ở đây em nó giờ đây. Đứng yên vậy cho nó né, đừng hên nó hối được nó né, nó lạng qua lạng là ê lạng 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 kìa lạng kìa nó thấy chưa lạng dữ rồi. Anh này sao anh đổi ý nhanh dữ ta, mới thấy anh chạy ngang ra cái anh lạng cái lại đó có cá gì rồi đó, cá ghét hay gì đó nó đâu mà nó không biết nữa. Để sẵn đi, trời ơi hú giỡn nó trời, để sẵn để hồi anh trở tay không kịp. Trời ơi cá sổ bự đây. Được con này là bự nhất trong bầy á. Thôi nhất nãy giờ đó. Khổng lồ. Thôi ơi dính được con cá sủ khổng lồ. Bự mấy con này nhiều lắm. Dính cái bọc cái bao gì. Được sủ nhỏ. Tử hoài vậy mấy anh. Em quên đem kìm rồi. Nước lửa mãi. Vậy là cái lỗ quyền bí con đạt nó chỗ này nè. Ồ, bữa nay không phá ra luôn. Ồ, bữa nay không phá ra rồi. Đó, tại vì nó cạn chỗ này nó sâu nè. Cái lỗ của nó nè. Mà tại mình chẳng áo ăn hết. Đó. Đúng không? Nghe lỗ quyền bí rồi đúng không? Không có hiệu quả, mình nãy giờ cũng cạn tới đây nó sâu nè. Cha con nó trên đây có cái lỗ là chỗ này nè. Qua cái lỗ quyền thoại cái tự nhiên ơi ta. Qua cái lỗ của bà Đạt cái không thấy nữa hả vậy? Ừ. Mới nha. Chứ qua chỗ đó thì còn chỗ khác. Còn chỗ quyền thoại mình đây dài xuống hồ. Còn cái điểm gỗ của mình nữa phải không chứ? Bến nhà. Hay quá ta, thì một con móc ra được hay thiệt. Dính thứ gì vậy? Dây bao của anh Tùng hay gì nữa? Thôi chứ vậy, nè có vàng. Bây giờ gì cũng có anh Tùng chứ. Anh Tùng anh làm chứ. Đó, cái sủ nổi lên. Sủ nó hoại ta.
đâu có chậu, chứ có gì đâu anh. Ngại lên thì chút ra thôi chứ có đó. Tính làm lẹ lẹ hả? Không tính không làm lẹ lẹ hả? Tính giấu nghề hả? Sao trời. Giấu nghề. Đưa anh Tùng biết là hư hết. Đưa anh Tùng biết là ai cũng biết chứ. Quá vậy. Thà cho anh tao biết chứ không đến Tùng biết mà. Anh hai anh đóng lưới đó. Anh hai đóng lưới cái anh ơi. Rồi chỉ nó xong rồi đầu ai cũng biết chứ. Thì đó. Đưa anh Tùng biết là ai cũng biết chứ. Nói chứ cuộc sống mà cởi hỗ trợ cho những người ta chưa biết kiếm sống thôi, ai cũng có nhu cầu kiếm cơm mà. Cũng tạm ổn anh ơi. Nãy giờ 7-8 cái sủ rồi, 8-9 con rồi. Trên này cá bự nè anh nghe ơi. Trên này cá bự nè. Cá đó sẽ khô thôi, mau vô ký lắm. Bên đây cá sủ bự không anh ơi, có một con khổng lồ. Đồ của em toàn là bự chứ khổng lồ không à. Hên gỗ hả? Hên gỗ rồi. Hên gỗ rồi. Hôm qua kêu ngủ rồi ha.